Có chuyện gì vậy chị? Bây giờ nói chuyện bây giờ chị muốn lên đây nhờ chú đưa lên sau bà con cô bác hãy thấy cháu Vương đi đâu quá thì điện thoại về cho chị hoặc là cho chú cũng được. Rồi chú Vương đi hết 2 ngày 3 ngày rồi mà bây giờ ở ngoài đó là tại vì lúc trước cháu ở cũng được gần tháng rồi, cháu ra là bữa 26 tháng 9, thì bữa nay cháu ở cũng gần tháng rồi, thì bữa 20, 18 gì đó mấy đứa ở ngoài đó đi về ăn sinh nhật của Đạt ở ngoài Hà Nội, rồi đứa thì đi về quê có công việc gì đó ăn đám cưới gì đến hơn 10 ngày trời, 10 ngày á. Rồi cháu ở ngoài đó con mình với lại ông già cháu, tại vì cái đứa cháu này không phải một thanh niên bình thường, cho nên là cháu nó bị vậy, nó ở với ông già đâu nên nó bị thú vị. Thì chiều nay thì Lê Hiện ăn ở công ty thì chị Duyên tới cũng rất là bất ngờ. Bây giờ chị Duyên báo tin rằng là Vương Hot Boy Canada đã bị mất tích rồi quý vị, mất tích cũng mấy ngày rồi. Thì chị đợi em đi lấy nước, chị thôi, bây giờ không em lấy nước cho chị uống. Chị nói cho khán giả biết cái tình trạng mà con của mình nó sao sao đi, để mọi người cùng chia sẻ đi chị. Trời ơi, bà con cô bác quý vị hãy có thấy cháu ở đâu thì điện về cho em 0937808772. Vì cháu ở ngoài đó, nếu mà em cũng nói với cháu Đạt rồi nè, nếu mà có gì á thì phải điện cho cô. Mà rốt cuộc hôm qua thì anh vợ của Đạt vô thì mới điện cho em biết. Bây giờ trích camera thì cháu đi lúc 7 giờ tối gì đó mà quý vị nghĩ thử, nếu mà nó mà muốn đi á thì nó ra ngoài đó làm sao nó ở được gần một tháng rồi quý vị. Nó mà nhưng mà giống như đợt vừa rồi là cảm ơn cái tiền đợt vừa rồi là không có ai, giống như mấy đứa đi hết rồi, có mình cháu ở nằm, giống như cháu bị chết, bị cái thần kinh của nó không ổn, nó bỏ nó đi rồi mà nó đi ban đêm nữa. Câu chuyện của chị Duyên là như thế này. Vương, như quý vị đã từng theo dõi kênh của Liên Thiện biết rồi là Vương trong hơn một tháng qua, từ đầu tháng 9 là Vương đã được Đạt đến rồi đưa ra quầy Mỹ Xuân của Vũng Tàu để mà phụ cái công trình làm chuẩn bị làm phúc lâm mẫu đường ở trong miền Nam này. Và Lê Thiện cũng đã từng vui quý vị cho biết rằng Đạt bổ nhiệm Vương làm giám đốc của công ty phúc lâm mẫu đường ở khu vực phía Nam. Thì lúc đó là ai cũng rất là vui khi mà thấy Vương rất là bình thường và hạnh phúc khi mà có công việc ổn định, mặc dù thu nhập thì chắc chắn rằng không phải là cần thiết lắm, nhưng mà nó cũng là một cái nơi để mà Vương nó ổn định hơn về tinh thần cũng như về sức khỏe, đúng không quý vị? Thì mới đây thì chị Duyên lại hớt hải báo rằng là con mình nó đi mất tích rồi, mà không biết nguyên nhân. Thì bây giờ chị Duyên cũng đang rất là mất bình tĩnh, cho nên sợ nhiều lúc quý vị khán giả nghe qua thì nó cũng chưa có hiểu được đầu đuôi câu chuyện như thế nào, để lên từng bước trao đổi với chị như thế nào nhé. Bây giờ thì chị kể lại từ đầu cho em. Thì hôm nay á là 24 tháng 10 rồi. Cái chuyện mà Vương nó diễn biến, nó đi khỏi nhà và mất liên lạc tới nay luôn, là nó từ diễn biến từ ngày nào? Bắt đầu chị nói cái mốc ngày và giờ đi. Từ tối bữa 20 là chị vẫn điện cho cháu được. Lúc 6 giờ mấy cháu điện cho chị thì chị mới nói là con ăn cơm chưa? Nói con ăn cơm rồi. Thì chị mới nói là con đi tắm rồi, con đi uống thuốc đi. Thì cháu mới nói dạ vậy, để con đi tắm xong rồi con uống thuốc này kia, nhắc cháu. Thế là xong cái là bắt đầu cái chị khoảng 7 giờ mấy là chị điện lại cháu là không được nữa. Thì cho đến ngày hôm nay chị tưởng đâu là cái điện thoại không có, cháu chị quên đem dây sạc ra, tưởng không có dây sạc. Thì cháu hết pin. Thì hôm qua đó là Kiên là anh vợ của Đạt mới vô đến Sài Gòn. Cái ông chú làm ở ngoài em mới báo cho Kiên biết hôm qua. Thì từ hôm qua đến giờ nó có. Dạ, có nghĩa là chị nói là cái buổi chiều ngày 20 tháng 10 vừa rồi đó là chị điện cho Vương bình thường, hai mẹ con cũng điện. Đúng rồi. Thì lúc đó là 6 giờ tối, là đến khoảng mấy giờ là chị không liên lạc được? 7 giờ là chị không có liên lạc được cái cháu. Sau đó 7 giờ chị điện không được cháu, là chị có nghĩ rằng là cháu chắc nó đang sạc điện thoại hoặc là nó đi đâu rồi, bình thường không có điện được, đúng không? Thì
Tiếp theo đó tối đó có điện không hay là qua ngày mai chị mới điện? Thì sáng hôm sau là nó sau lúc đó thì chị nghĩ là cháu hết pin hoặc là cháu ngủ, thì sáng hôm sau chị điện không được. Chị cũng này lúc đó không biết liên lạc với ai vì Kiên vợ anh vợ của Đạt đó thì đang ở Hà Nội, còn Kiệt á thì nó kêu nó đi về quê đám cưới gì đó. Rồi chị mấy nữa là chị cũng ngại điện hoài người ta làm phiền biết không. Thì đến chừng hôm qua thì phán đi, đừng nói hôm qua thì mình là đã nghe, bước sang ngày thứ ba rồi, tiếp theo đó đi ngày 20 không mất liên lạc rồi, qua ngày 21 là cả ngày đó không liên lạc được đúng không? Rồi cái động thái tiếp theo của chị trong cái ngày 21 đó là như thế nào? Thì chị điện không được rồi, chị nghĩ cháu nó hết pin thôi, nó không mượn được cục sạc nó sạc. Thì đến chừng ở ngoài đó từ từ đến chọn một ngày 21 là chị đã nghĩ là con mình mất tích chưa? Chị không có nghĩ là cháu đi. À, có nghĩa là từ tối 20 là không điện được, qua cả ngày 21 luôn là cũng nghĩ là con đang làm việc bình thường đúng không? Đúng rồi. Rồi đến qua ngày nữa là ngày 22 thì sao? Thì không điện được nên thì chị hả phải điện cho cái thằng Kiệt á. Rồi, người Kiệt là người ở chung với con chị. Đúng. Và thời điểm đó là ủa Đạt là về Hà Nội rồi hả? Đúng rồi. Ở đó bao nhiêu người? Ở đó 5-6 người đó, mà đi thì chỉ còn nội ông già thôi. Thì ông già là tên gì? Ông Tư. À, ông Tư giống như là người ở đó mà coi sóc rồi đúng không? Đúng rồi. Với lại Vương nhà mình thôi phải không? Đúng rồi. Rồi bắt đầu là ngày 22 là cả lão đầu là chị xác định là con chị mất tích chưa? Chưa, chị nghĩ cháu hết pin. Chị 21 là đã nghĩ là mất pin, hết pin rồi. Thì ngày hôm qua chị mới biết mà. À, có nghĩa là đến 3 ngày sau chị mới biết. Biết là do chị biết hay là do ông Tư điện cho chị? Nó do nào Kiên anh vợ của Đạt nó điện báo cho chị là cô ơi Vương nó đi mất rồi. Nói cô Duyên ơi Vương nó bỏ nó đi từ hôm qua cái gì rồi. Ông Tư ông mới báo cho con đây, mà giờ con 2 tiếng nữa con mới vô tới Sài Gòn. Con mới về tới đó thì hôm qua nó về đến đó nó kêu nó check camera, nó thấy thằng Vương lúc 7 giờ tối á là còn lẩn quẩn ở đó, rồi sau 7 giờ tối là không có thấy nữa, mà không biết là nó đi lúc mấy giờ. Thì chị mới nói thôi bây giờ ngoài đường á, đường chỗ nào cũng có camera, thôi con ra con xin người ta check camera coi thường nó có đi với ai không. Thôi chị uống thuốc đi rồi nó tiếp. Uống thuốc gì vậy? Uống đi. Thuốc giảm đau. Trời ơi, Vương mất tích rồi quý vị. Thế là từ tối ngày 20 đến chọn ngày 21 là 24 tiếng, chọn ngày 22 là 48 tiếng. Bây giờ là đã bước ngày thứ tư rồi, 72 tiếng đồng hồ Vương là mất tích rồi. Chị nói tiếp đi chị, nó là một cái câu chuyện rất là quan trọng chứ không đơn giản đâu mọi người cháu ơi. Cháu có đi á, quý vị hiểu giùm em cái chỗ này vậy, mà không biết nói sao, không biết trình bày sao không quý vị ơi. Nếu cháu mà nó mà muốn đi á thì là thằng Kiên đi về từ bữa thứ ba tuần trước, là thứ ba tuần trước thằng Kiên rồi mọi người đi hết lúc đó đó, là qua hôm sau là cháu bỏ cháu đi ngay lúc đó đúng không? Nếu nhưng mà tại sao thì đến chừng mà bữa 20-21 gì đây thì cháu mới đi như vậy, mà lại đi ban đêm nữa. Thay vì cháu đi ban ngày, nếu mà nó muốn đi thì nó đi ban ngày dễ dàng hơn, nhưng tại sao nó lại bỏ nó đi ban đêm chứ không? Cho nên bây giờ chị không biết được. Bây giờ quý vị hỏi em cũng đang bệnh trong người nữa. Rồi anh Kiên đã vào trong Sài Gòn lại chưa? Kiên nó vô Vũng Tàu rồi. Rồi anh Kiên đã thay mặt chị trong từ ngày hôm qua tới nay. Đến nay hôm là ngày 24 rồi, là anh Kiên đã chị liên lạc với anh Kiên, và những cái bước tiếp theo trong cái việc tìm kiếm cháu nó như thế nào? Thì nói nè, giờ con đây con cũng đi tìm vòng vòng đây mà không có biết. Thì chị mới nói là bây giờ con không đi vòng vòng được, con ra cái đầu cái đường đi đó, con coi chỗ nào có camera, con xin nhờ chích camera ra coi thử em nó đi lúc mấy giờ, nó bật áo màu gì, nó đi với ai. Chứ còn nếu mà nó đi thì nó phải đi ban ngày, nếu mà nó đã muốn đi thì nó phải đi ban ngày chứ nó không có đi ban đêm giờ đó đâu. Mà cô mới nói chuyện với nó xong cô còn kêu nó đi tắm mà sao nó đành đoạn với cô quá. Tình không có ai mà dù ai mà dụ dỗ nó đi làm rồi này kia biết không. Giờ chà, cũng rất là nguy hiểm khi mà Vương đang phải uống thuốc hàng ngày, mà bây giờ 3 ngày rồi mà không có thuốc trong người, không biết là Vương có duy trì được cái trí nhớ của mình hay không, hoặc là cũng là một điều ráng là quan tâm. Và chị có biết được rằng khi cháu đi thì cháu có tiền rồi trong túi hay không, và thường thì trong những lúc bình thường đó cháu có nhớ số điện thoại của mẹ không chị? Có nhớ số điện thoại của chị,
thường thường là nếu mà nó đi á thì chú Thiện biết rồi, nó cũng vòng vòng ở dưới quận nhất đúng không, nếu mà nó về nó về dưới quận nhất nè, là khán giả thế nào cũng điện cho chị hoặc cho em, cho chú Thiện. Nhưng mà từ bữa đó đến bữa nay là không ai điện hết, mà không, bởi vì đây là một cái địa bàn nó không phải là quận 1 nữa quý vị, mà nó ở ngoài tận Long Thành giáp với lại huyện Mỹ, thị xã Mỹ Xuyên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, rất là xa, nó cách khoảng 70 đến 80 cây số lận, mà đây là một cái địa điểm hoàn toàn mới thì Vương nó sẽ không có định hướng được, cho nên điều đó rất là nguy hiểm. Bây giờ thật sự là rất là nguy hiểm luôn, không biết là Vương đang ở đâu. Thời hiện tại khi mà nghe chị Duyên chia sẻ là lên hiện cũng rất là lo lắng. Vậy thì chị đã có những cái tiếp theo như thế nào trong việc tìm kiếm con mình không chị? Bây giờ nếu mà ngày hôm nay mà từ sáng giờ chị đi tìm cháu ở dưới phận của não, chị đi vòng vòng, chị hỏi những cái khu vực mà cháu hay đi, thì nó là lâu lắm rồi không có thấy nó. Chứ nếu mà nó đi thì nó vô trong Sài Gòn nay là 3-4 bữa rồi thì chắc chắn nó vòng vòng thì mọi người ai cũng thấy. Yeah. Mà đây không ai vâng, thì mà. Cái kênh của em nó cũng rất là rộng rãi. Khán giả không chỉ riêng ở Sài Gòn mà khán giả khắp cả nước, đặc biệt là khu vực miền Nam như là Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, thì cũng sẽ có mọi người xem qua cái kênh của Lâm Thiện thì sẽ thấy được Vương. Nếu mà mọi người thấy cháu Vương, một thanh niên cao khoảng 1m8 đó quý vị nhìn thấy, thì quý vị làm ơn giúp cho Lê Thiện cũng như là giúp cho người mẹ rất là đau khổ này, điện ngay cho Lê Thiện theo số điện thoại 0888133737 và số điện thoại của chị Duyên 0937808772. Chị tính đi báo công an, nói là Kiên nói, chị nói anh Kiên nói là con đi ra con báo công an đi. Còn Kiên nó nói là mình vì ở ngoài đó cũng là một tháng rồi, Kiên nó nói là bây giờ ở ngoài này tụi con chưa đăng ký, cô rõ cô đi báo ở trong đó đi, nói là cháu em nó đi ra ngoài này nó chơi rồi, bây giờ nó đi đâu nó bị mất tích rồi, chứ bây giờ ở ngoài này tụi con chưa thể báo được vì tụi con chưa đăng ký. Bây giờ cũng khó Thì cái chuyện này, cái chuyện để em có thể em trao đổi thêm với Đạt, cho cái chuyện đăng ký là một chuyện, còn cái chuyện con người lỡ mà đang ở đó để làm công việc, để hoàn thiện một cái cơ sở làm ăn, thì mình phải có cái trách nhiệm là nhờ công an chỉ tìm. Chứ cái chuyện mà đăng ký thì mình làm xong rồi từ từ bước đăng ký, chứ đâu phải là mới vừa tới là đăng ký liền đâu. Cho nên là chuyện nào ra chuyện đó, không có ai mà phạt cho mình. Nó ra cũng gần một tháng rồi. Dạ. Rồi chị có thể chia sẻ thêm là từ cái chỗ mà cái công trình mà đang xây dựng để mà làm phúc đảm bảo đường đó ra tới ngoài đầu đường quốc lộ 51 của Bà Rịa Vũng Tàu nó sao? Nó khoảng 500m. 500m. Và Vương Vương đi thì có thể đi ra ngoài tới đó. Vậy thì trên tuyến đường đó rất là nhiều nhà xe mà chạy tuyến Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh, như là Toàn Thắng, Hoa Mai, thì rất là mong các nhà xe cũng như là những cô chú anh chị các bạn đã từng đi trên chuyến xe đó mà thấy được Vương, khi mà biết là có thể là Vương sẽ đón xe về lại Sài Gòn hay đâu đó, xin hãy cố gắng giúp cho Lê Thiện cũng như là giúp cho chị Duyên rất đáng thương này những cái thông tin về Vương này. Bởi vì dù cho Vương lớn rồi, hơn 20 tuổi, nhưng cái trí não của em nó giống như là một đứa trẻ mới khoảng lên 9 đến 10 thôi quý vị. Chị hãy chia sẻ nhiều rất nhiều với quý vị giả để cơ hội được tìm con. Quý vị có thấy con em ở đâu thì quý vị điện như cho em. Em ơi, số phận của em nó khổ quá. Tại vì tối hôm đó nó điện như, em điện như cháu á, cháu còn nói sao mẹ ơi con gần được nhận nương rồi, cháu rất là vui vẻ mà cháu mừng. Mẹ con ra bữa 26 tháng 9, bữa nay là 21 rồi, còn có 4 ngày nữa, 5 ngày nữa là con được nhận nương, con sẽ gửi về cho mẹ uống thuốc mà. Rồi tự nhiên cứ không công cái nó điện cho em, xong nó nói cái nó rất là mừng, nó đang trông chờ để tới ngày nó nhận nương mà lần đầu tiên đi làm mà tự nhiên không công cái đi mất tích như vậy, đó không có tin điện thoại được luôn. Giờ không biết sao mọi người, quý vị có thấy cháu ở đâu mà nó bỏ thuốc mấy ngày mà giờ nghe quý vị thấy nó ở đâu thì quý vị điện giùm cho em đi, hoặc là Lê Thanh Thiện cũng được. Liên lạc với Lê Thanh Thiện hoặc là liên lạc với số của em là 0937808772. Chứ giờ em mới nghe hôm qua ngoài đã báo vô rồi, coi như thiệt đó quý vị, không còn để tinh thần để đâu đem đi được nữa rồi. Vì nếu mà cháu mà nó muốn bỏ đi là nó ra ngoài đó là nó đã đi từ lâu rồi. Vì nó đang trông chờ cái ngày nhận nương đó quý vị. Nó tính từng ngày một tội nghiệp lắm.
Em nói bây giờ không phải là cái vấn đề nhận lương, mà cái vấn đề con ra ngoài đó là con phải biết nghe lời. Người ra thì ngoan, người nghe lời đó. Mà không biết cớ sự làm sao mà nó lại xảy ra với con em nó như vậy, em cũng không biết làm sao nữa quý vị ơi. Giờ quý vị thương em mới thấy cháu ở đâu thì quý vị điện thoại về cho em báo giùm em đi. Chứ giờ cảnh một mẹ một con này mà em đang đau ốm rồi, em đau 3 tháng nay rồi thiệt ạ. Nên làm sao mà khỏe được không quý vị? Bây giờ đi báo công an thì sao được, chú Thiện mới hỗ trợ giúp chị chứ giờ chị không biết đường.